Unit 7. I am hungry. Sentences. What is your favorite food? My favorite food is chicken. I like chicken. Đây là mẫu câu hỏi về đồ ăn ưa thích của bạn là gì? What is your favorite food? Và các bạn sẽ có hai cách trả lời. Cách thứ nhất đó là My favorite food is chicken. Món ăn ưa thích của tôi là thịt gà. Hoặc là các bạn có thể trả lời theo cách thứ hai, I like chicken. Tôi thích thịt gà. Thế là mẫu câu mà hôm trước chúng ta đã học nè. Thì chúng ta có một cái mẫu câu cũng tương tự như thế này. What is your favorite drink? Đây không hỏi về đồ ăn nữa, đây sẽ hỏi về thức uống. Thức uống ưa thích của bạn là gì? What is your favorite drink? My favorite drink is orange juice. Hoặc là I like orange juice. Và chúng ta sẽ có một mẫu câu cũng tương tự như mẫu câu trên. Chúng ta có What is your favorite meal? Chúng ta có meal, bữa ăn ưa thích của bạn là gì? Thì chúng ta sẽ trả lời như sau. My favorite meal. Chúng ta sẽ trả lời là I would like to have. Tôi muốn có gì đó. I would like to have a bowl of rice and a cup of lemon juice. Tôi muốn có một tô cơm và một ly nước chanh. Thì chúng ta sẽ trả lời là I would like to have. Nhớ nha, would like nha. I would like to have a bowl of rice and a cup of lemon juice. Ở phần tiếp theo các bạn sẽ vẽ ra một bức tranh về bữa ăn ưa thích của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ tả cái bữa ăn ưa thích này. Thầy sẽ làm ví dụ nhé. Chúng ta sẽ có thể lược bỏ phần này. Chúng ta sẽ giới thiệu như sau. Đầu tiên, giới thiệu đây là cái gì đã. This is my favorite meal. Chúng ta có meal, món ăn, bữa ăn. Chúng ta có meal, bữa ăn. This is my favorite meal. Đây là bữa ăn ưa thích của tôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ trình bày ra chúng ta muốn có những món nào. I would like to have a bowl of noodles, a plate of beef, a plate of chips, a plate of sausages, and a cup of watermelon juice. Tôi muốn có một tô mì này, a bowl of noodles, a plate of beef, một đĩa thịt bò, a plate of chips, một đĩa khoai tây chiên, and a plate of sausage, một đĩa xúc xích, and a cup of watermelon juice, và một ly nước ép dưa hấu. Ok, mỗi món chúng ta sẽ đặt vào tô hoặc là đĩa hoặc là ly nhé. Rồi, cuối cùng chúng ta sẽ cần những cái đồ vật, những cái công cụ gì để ăn. Thì ở đây thầy sẽ cần một cái straw, spoon, a pair of chopsticks. I need a straw, a spoon, and a pair of chopsticks to eat and drink too. Tôi cần một cái ống hút, a straw, một cái muỗng, a spoon, và một đôi đũa, and a pair of chopsticks, để mà to eat and drink too, để mà ăn và uống nữa. Ok, các bạn lưu ý này, mình sẽ để cái từ and trước cái đồ vật cuối cùng nhé. Ở đây thì liệt kê này, a bowl of noodles, a plate of beef, a plate of chips, a plate of sausages, rồi cuối cùng mới dùng and a cup of watermelon juice. Tương tự ở đây cũng vậy, a straw, a spoon, and a pair of chopsticks. Và chúng ta sẽ có những từ vựng sau. Fork, fork, knife, knife, straw, straw, meal, meal, need, need. Homework, bài tập về nhà, chúng ta sẽ luyện tập từ vựng và ôn tập cái đoạn tả này ha. Và cũng như là mẫu câu ở trên. Chúng ta sẽ viết mỗi từ vựng 5 dòng, mỗi dòng 2 lần. Viết mỗi mẫu câu 5 lần. Mỗi lần chúng ta sẽ thay các câu trả lời khác nhau nhé. Và cuối cùng các bạn sẽ vẽ một bữa ăn ưa thích khác của mình. Bữa ăn có ít nhất 5 món nha. Sau đó các bạn sẽ viết một đoạn để giới thiệu cái bữa ăn này.